Thì mong cô bác anh chị mình phải giữ làm sao như lời thầy dạy, tâm bình tĩnh, được thì phát huệ, mà mong mỏi biết rồi, thành cả mòn mỏi. Ráng. Và mòn mỏi là thì chúng ta sẽ bỏ đi cái thân tứ đại này, không có để là tu tỉnh. Nên muốn tu tỉnh nay gà đập gà nay đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Thôi giờ chúng ta niệm Phật A Di Đà 6 chữ đi ha, không? À, để cho 6 chữ mà đem được vào trong tâm nó thật quý vị là ngon lành hơn. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác anh chị em đồng đạo thân mến, kính thưa cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng thân thương và cháu Tâm, thì hôm nay nhân cái hiện tượng hồi xưa đó, quý vị biết không, mình không phải mình nói đó, cái này tại vì đồng đạo chúng ta không nghe, không lo tu mà thôi, chứ sự thật đó, thì Đức Thầy đã nói rất nhiều cái cảnh tượng hải hùng để cho đồng đạo chúng ta nghe rồi chúng ta tu đó, gắng ráng tu đi. Đức Thầy nói rằng ráng tu đem được Phật vào trong tâm nha. Chứ không phải biểu chúng ta tu để nói hôm nay hoặc là mấy ngày mai nữa đã đời tới. Nhưng mà cái cảnh sự cảnh báo ở đây đó là thiên nhiên đã là cũng trùng vào cái năm thìn, thì bây giờ là 60 năm rồi quý vị. Đây là cảnh báo thôi. Nói thật sự đó, anh em mình đó, gắng mà lo mà tu đi. Bây giờ chúng ta tu đây á, mà đợi tới cái ngày đó, nói thật sự quý vị đó, Đức Thầy nói tu để chúng ta hưởng hạnh đến cái ngày sau, chứ không phải chúng ta tu rồi chúng ta nhận thức được trách nhiệm rõ ràng không. Xưa kia bảo lục tỉnh này mà sao cảnh khổ xứ này nhiều hơn, quý vị thấy không? Chứ không phải mà cảnh khổ, nhưng mà nói cái khổ mà khổ như sau này, chứ không phải nói bây giờ đồng đạo. Nó cái này là Đức Thầy cảnh báo cho chúng ta thấy được cái sự mà cảnh báo của chợ Mỹ Tho hiện giờ đó, là để mà nhắc lại cho đồng đạo chúng ta thấy một cái niềm tin thật sự là Phật tiên thần thánh đà trình bày đâu đó, nó có cái cũng như mình nói bây giờ, thường ta nói những cái ba rem mà mình muốn làm cái gì đó, thì trong đó đó thì mà quý vị thấy rồi, mà thầy nói rồi nè, là máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Thì quý vị thấy hai chữ lừa lọc này thôi mà đồng đạo chúng ta thấy, mà chúng ta không tu thì quý vị thấy có uổng không? Nó thay thật sự, chứ chúng ta không có nói, chúng em thì không dám nói cái chỗ mà hôm nay hôm nay là nhân sinh của đồng đạo chúng ta đã thấy cái mà cuộc mà nước dưng, chứ đừng chúng ta không nói là bão nha, bởi vì trời không có bão mà nước dưng ở tại Mỹ Tho hiện giờ là cái gì, đó là một sự cảnh báo rõ ràng. Thật sự luôn, là tại hỏi quý vị đó, như cái ở đâu đi, hồi xưa giờ có một cái nguồn cái mạch nước đó, thì tự ơn cái mạch nước đó nó có thường xuyên là bao nhiêu năm đó là nó sẽ trào dậy lên cái mạch nước thì không nói, còn cái này dòng xoáy giữa cái này em không biết, em có thấy nói là ở ở cái chung quanh đó là cái công viên, một công viên ngay vô chợ Mỹ Tho, là cái dưới chợ Mỹ Tho gì đó, thì ngã ba Kiên Lương hả, ngã ba Kiên Lương là đường về thành phố, mà nếu là nói mà ngã ba Kiên Lương là thì thật sự với cô bác anh chị em đó, thì cái ngã ba Kiên Lương là hồi nhỏ em có ở đó, và thường xuyên em bây giờ đi Sài Gòn đó cũng nhiều khi có xe máy chiếc xe mà đời cũ đó nó ưa chạy cái dòng đó để cho mình thấy cái sự là hạnh quang lạc ở đó, bây giờ ta cũng là sung túc dữ lắm đó quý vị, chứ không phải vừa đâu. Cho nên ở đây đó là không phải là cái mạch nước mà lại sâu trào, thấy không? Nó thật sự là cái này là một cái điềm, nó thật sự để mà nói cho là đồng đạo chúng ta biết là cái này là điềm trời đầu năm đã cảnh báo cho chúng ta biết rằng cái khổ ngày mai không biết đến đâu mà hết khổ. Bởi vì cái mình đọc lại cái câu mà của thầy nói nãy đó, là nói ở Gò Công đó, là cảnh khổ xứ này nhiều hơn, mà nước ra rồi thầy mới nói cái đó, vụ cái đó là ông sư già ở ông giảng xưa nói là ở thành phố Sài Gòn á, nước đâu là ngập lúc Gò Cao, rồi lửa cha đâu lại cháy lao sao không ngàn, là cảnh báo cho mình. Nhưng mà đồng đạo chúng ta không nghe lời cảnh báo. Rồi bây giờ ở thế gian này, bởi vì thấy bây giờ hiện giờ thấy không, danh
Nó thật sự đó, không phải em nói tại chúng em nghèo đó, thì chúng em không có bị gia nhập cái này đó. Thì nói chúng em nói là nhiều khi quý vị nói tại vì ông ba đó, ông nghèo quá rồi vì nhỏ lớn ông ăn trực người ta không rồi ông đâu có đòi đua đòi theo danh lợi phải không, thì thành ra nói em thì em mang ơn. Chứ sự thật quý vị đó, ở trên đời này bây giờ á, cô bác anh chị mình thấy không, danh với lợi nha, của tiền quyền tước mà còn đời dân này đó, quý vị biết là thầy nó nói làm sao mà tại quý vị không có chịu tu thôi. Đời văn minh mà phải không, vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dạy bừa, học thói mới lăn loàn theo sở dục, rồi khắp thế giới nữa quý vị thấy không, đây là thầy nói rõ ràng đấy. Nhưng mà đặng đạo chúng ta không tu, khắp thế giới mới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sau nhau. Quý vị thấy bây giờ trên thế giới này không, nhiều khi mấy anh em á thấy giặc ở bên Nga dưới Unao nét gì đó quánh cái nói đời tới, không phải, cái này là thường xuyên là do lòng tham thôi. Họ bây giờ họ muốn qua lấy cái gì đó đó ha, bên nước đó đó, thì họ cố gắng họ làm sao họ giành được cái đó. Cũng như bây giờ mình nói Trung Quốc với mình thôi, anh em có được 6 chữ vàng đó, mà quý vị thấy bên mấy anh ở Trung Quốc không, thủ tướng Trung Quốc không, cứ muốn làm sao mà lấy được cái mà Hoàng Trường Sa với Hoàng Sa của Việt Nam mới vừa lòng phải không, quý vị thấy không? Nhưng mà không được đâu, vì đây là cái cơ duyên mà trời đã ban cái lệnh xuống rồi. Thì là sau này đó, nó thật sự quý vị đó, cái khổ của Trung Quốc đó, mình nói thật sự quý vị gắn mà tu nè. Bây giờ chúng ta không nói ngày mai, ngày mốt mà lầu đài ở núi Cấm, mà chúng ta tu làm sao nè, chúng ta thấy được cái thảm họa của người Trung Quốc mà Đức Thầy đã nói nè, Bắc Kỳ Trung Quốc giáp ranh đó, thấy không? Sao không xem đó tu hành hiện lương? Cái sự khổ của Bắc Kỳ, của Trung Quốc ngày sau đó quý vị, nó khổ bằng gấp 10 trăm một lần của Việt Nam chúng ta. Bắc Kỳ là khổ lắm hả chú Hoàng? Chú sao khổ lắm? Bởi vì đó là bây giờ nè, hiện giờ đi, mình không phải mình không có coi thời sự thật sự, nhưng mà nghe nói thôi, tại bây giờ Trung Quốc đó đi cầu diễn khắp nơi hết, nó muốn làm sao để mà nó lấy được Việt Nam thôi, nên thành cái đi cái điều mấy ổng đi cầu diễn mà dễ gì đâu. Bây giờ quý vị biết không, Việt Nam của mình rất nhiều thằng đồng để mà họ, cái này em coi trên mạng thôi, em thấy em rất là vui mừng cho Việt Nam mình nha. Cũng như bây giờ quý vị biết không, hồi xưa đó, nếu mà mình đời đất nước Việt Nam mình hồi xưa đó mà không có Phật rồi đó, thì không thể nào hôm nay chúng tôi và quý vị sống yên bình như thế này đâu. Nói thật sự quý vị gắng mà nghe là tu nè. Đức Thầy mình nói đi, rồi em kể một đoạn này thôi để quý vị thấy đó. Hồi xưa giờ quý vị thấy ở Việt Nam mình có Phật hồi đời nào không? Mà đây là có đâu, cũng như bây giờ có, cũng giờ nói cái vụ mà năm Thịnh Bảo Luật này đó, có một số đồng đạo đó cũng không nghe lời thầy nữa nè. Bởi vì đọc của bài thầy trong quyển nhất rồi mà tở nay không có nhớ, cái tự nhiên bữa nay nước dưng ở Mỹ Tho đó, cái nó trời giống cách đây 100 năm mà cái mà Bảo Luật hồi xưa tới giờ bây giờ mới nhắc lại mà nhiều người là không có còn nhớ nữa đó, tại vì mình không để ý trong lời giảng vàng tiếng ngọc của Đức Thầy để tu, thành ra mình không nhớ mà thôi. Chứ nói thật sự quý vị đó, hồi xưa đó Đức Thầy có nói câu nói này mà đồng đạo chúng ta quá hoang mang rồi chúng ta nghe lời mê tín nè. Đức Thầy nói xưa nay chẳng khó mấy khi, là xưa nay là nào, xưa là thời gian Đức Thầy mới ra đời dạy đạo. Xưa nay chẳng có mấy khi nha, dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Thì quý vị biết Phật hồi đời nào có Phật không? Là hồi thời gian đất nước Việt Nam mình có Phật trước đó, là Phật Trần Nhân Tông. Không, em coi sử em biết nè. Ông Trần Nhân Tông, ông đó là đi quánh giặc đó. Rồi khi ông về để mà ông suy nghĩ lại cái niềm, suy nghĩ lại sự mà tranh giành như nhau này kia nọ đó, thì ông mới mà đi tu. À, mà quý vị biết không, hồi xưa thì mình ở đó mà lên cái chùa mà Trúc Lâm hả, về thiền viện đó, thiền viện Yên Tử đó, thì quý vị biết không, thì giờ người ta cũng có chơi có mà chiếu cho mình thấy ha, từ ở dưới chân núi này mà lên Yên Tử đó là mấy là cao hơn là mấy lần của núi Ông Cấm của mình đó. Muốn đi lên đó không phải là dễ, mà ngài hồi xưa là một vị vua. Mà quý vị biết không, em chúng em nói cái này quý vị để ý, quý vị gắng tu nè. 100 bà cung nữ đó, khi mà ông lên trên ở trong triều đình đó, nó có cái
cái ao bự lắm. Thì thời gian mà ông Trần Nhân Tông này ông đi tu đó, thì mấy bà năn nỉ ông đó: bệ hạ dừng vì cái sự tu hiểu được đạo rồi bệ hạ bỏ chúng em, rồi tất cả cung phi mỹ nữ đầu khi mà ngài đã đi rồi đó thì chúng em sống như thế nào khi đã vắng bóng ngài. Thì ông nói: thôi bây giờ các em đừng có lo chuyện đó, để khi nào tu thành Phật đó mà tôi sẽ lại giải cứu cho các em, chứ các em đừng có nghĩ rằng cung phi mỹ nữ đó, trăm người này nè, đừng có nghĩ tôi rằng sống ở đây rồi quý vị sẽ sống với tôi sẽ trường cửu, giờ là sống với tôi là sẽ là có là vàng son ngọc ngà châu báu gì đó ha. Đây là cái cảnh giả mà hôm nay tôi nhận thức được rồi đó, thì mong quý vị hãy thông cảm cho tôi đi tu. Thì ông nói như vậy rồi đó, thì mấy cái quý vị biết không, 100 bà cung nữ này nè nhảy dưới cái sao hoàng sao cái mà cái này em có coi sử nha, sao cái mà đền vua đó, sao cái đền vua đó đó có một cái tòa thủy tạ nhưng rộng lớn lắm, vì hồi xưa với đất nước Việt Nam mình ở ngoài đường Lê Yên Tử đâu, chỗ mà ông vua Trần Nhân Tông hồi xưa đóng đô đó đâu phải là nhỏ đâu. Rồi mấy bà đó nhảy xuống cái chân là tự vẫn đó, là chết hết rồi. Quý vị biết không, cái này để nói cho rồi cô bác rõ ràng, để anh chị mình rõ ràng để mà tu. Cho nên cái thời gian đó rồi ông mới tu ngồi trên Yên Tử đó nha, là chùa Trúc Lâm Yên Tử đó, mới ngồi ở đó mà tu học, thì ngài mới chứng được cái quả mà đời sau này gọi là ông là Phật Hoàng. Thì ông chứng quả xong xuôi rồi đó, thì mấy bà cung phi mỹ nữ này đó mới hiện thân lên để mà xin vua: bây giờ bệ hạ hứa với chúng em hồi xưa đó, nếu mà chúng em vì bệ hạ quyên sinh đó, để mà giữ sự trong trắng của chúng ta em đó, thì khi bệ hạ đắc đạo bệ hạ sẽ cứu vớt chúng em. Thì bây giờ chúng em đã bị khổ ở cái cảnh địa ngục á, quá khổ rồi, thì vì bây giờ bệ hạ đã chứng đạo thì bệ hạ cứu vớt chúng em. Thì quý vị biết không, ổng chỉ ngồi tịnh tọa có 7 ngày thôi, thì ở trong cái hồ nước đó đó giọt lên là 100 bà tiên đó hắn về trời để thành Bồ Tát hết. Thì quý vị thấy cái việc tu của ngài hồi xưa Đức Trần Nhân Tông mình như thế nào. Đó là chúng em mới kể lại Trần Nhân Tông. Rồi bây giờ Việt Nam chúng ta có Phật nữa là tại sao quý vị không tu nè? Nó hồi xưa đó ở mà bây giờ là hồi xưa đất Việt Nam của mình đó, tới ngoài Quảng Đông, Quảng Nam mà chỗ bà Trưng Bà Trách đó ha, thì hồi xưa đó ở cái làng đó đó thì có cái ni cô Diệu Thiện. Khi mà cô có chồng rồi đó thì gia chỉ vì thương chồng đó, quý vị đây thì mới có coi rồi quý vị biết đó, thì mới lấy cái kéo nhấp cái sợi lông ở trên cái này nè nó xấu đi, thành ra cô Diệu Thiện cô mới cắt. Nhưng mà ông chồng thì ông là một thư sinh mà ông quá hờ, ông cũng không suy nghĩ kỹ nữa, cái ông nói rằng cô là muốn giết ổng, thành ra cô la, cái ổng mới la lên thì bà già chồng ra cái mới đuổi cô ra đi. Thì cô ra đi đó quý vị biết thời gian đó đó người ta đâu có cho người nữ mà đi tu đâu. Thì lại thằng chùa đó là có một mình một cho nên bà mới mà đi tu rồi cũng cải ra Nam Trang đó quý vị thấy không. Mà khi mà sau khi mà ngài mà thọ bệnh ngài chết á, thì quý vị biết cái cảnh khổ ngài biết bao nhiêu cực khổ gian nan, biết bao nhiêu là vô vàng cái sự là nhẫn nhục không nha. Cho nên vì cái sự nhẫn nhục đó cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Diệu Thiện ở mà Quan Âm đó người ta mới thành là Quan Âm Thị Kính đó quý vị thấy không. Cái đó là người tu thôi, chỉ nhẫn nhục thôi nha, nhẫn nhục sự đau khổ đó thế gian đó, thì người ta mới được thành ra Bồ Tát Quan Âm. Ở tại hiện giờ người ta đang thờ phượng ở Việt Nam mình, nhất là ở Trung Quốc đó, ở ngoài gọi là Phổ Đà Sơn đó quý vị thấy không, chỗ đó cảnh đó đẹp lắm luôn đó. Cái đó là nói ở Phổ Đà Sơn. Còn bây giờ Việt Nam mình sau thời gian cũng là vua của nhà ông Trần Nhân Tông rồi, hồi nãy là ông Trần Thánh Tông phải không, là thành Phật. Thì bây giờ là ông Trần Thánh Tông, ông Trần Nhân Tông này đó, khi mà Quan Âm Diệu Thiện đó, thì em chỉ nói gì là quý vị biết đó, khi mà mình nói cho gọn đi ha, thì khi Quan Âm Diệu Thiện mà bị cái sự là không là cha cha không cho mình đi tu đó, rồi bà mới cố gắng bà đi tu,
rồi ông ấy là cho quân lính là hành hạ cô khổ lắm nha ông, cho nên khi đó đó là đem cô ra đốt chùa nè, rồi đem cô ra để mà xử trảm ở tại chùa. Nhưng mà không biết bữa đó tự nhiên cái khi mà xử trảm ra quần quần thần lợi gian sinh quá không được đó, thì khi mà ông vua ông kêu là trảm đó, thì tự nhiên ở đâu đó, có con ông Bạch Hổ đó, ông mới gấp cô Diệu Thiện đó đi qua ở tại xứ đại việt của mình đó. Thì hồi xưa là ở nước Hưng Lâm, Hưng Lâm thì cũng như mình thấy, cũng như hồi xưa nói cái nước Hưng Lâm ở gần mình thì mình nghĩ là cái nơi một là ở Lào, hai là Campuchia gần gần như đi phải không quý vị đó. Cho nên khi đó đó rồi bà mới được ông là thái tử rồi mới là gặp bà mới coi cái mấy mà cứu bà rồi mới hỏi cô làm sao này kia, rồi bà mới nói rằng vua cha không cho đi tu á, như vậy đó. Rồi thái tử mới nói thôi bây giờ cô khổ khó quá, cô về nước thì vua cha cũng đâu cho cô về nước đâu, thôi giờ để tôi chở cô về hoàng thành để Thăng Long đó, để mà cho cha, để mà nói với phụ hoàng thôi, để cho tôi được cùng cô gái duyên trăm năm để mà sống ở nước Đại Việt. Thì cô Diệu Thiện cô đâu có chịu quý vị, cô nói là tại vì mà thái tử nói như vậy thì chúng tôi rất là, tôi cũng rất lấy là làm trân trọng, nhưng mà tại vì thời gian mà ba mẹ tôi sinh tôi ra rồi lớn lên đó, tôi quyết chí đi tu không, chứ không có quyết chí để mà lập gia đình, mong thái tử quan hỷ giùm. Thì quý vị thấy không, thì ông thái tử này là ông cũng một cái người tâm Phật nữa, ông mới nói nếu mà Diệu Thiện cô mà muốn đi tu tôi sẽ dắt cô đi tìm chỗ đó cho cô tu, quý vị thấy không. Rồi cho nên khi mà về đó, về khi mà dắt về tới đâu quý vị biết không, về tới chùa Hương bây giờ đó, thì thái tử mới mà hồi đó quý vị biết không, trong rừng vậy đó mà thái tử đi bộ thì cô thái tử đưa cho cô Diệu Thiện đi bằng ngựa luôn, để mà trân trọng, để cho cái người nữ người ta đâu có đi xa được, cho nên á là ông thái tử đó ông mới đưa cho cô xua tới làm cái chùa Thương bây giờ đó, để cho bà tu thành Bồ Tát ở đó. Là trong thời gian muốn thành Bồ Tát là trước cái thời gian sau thành Bồ Tát đâu quý vị biết không, là xả thân cứu cha trong cơn bệnh hoạn, dám chặt là hai cánh tay hai bên và móc đôi mắt để mà cho cha làm thuốc hai lần. Khi mà cha làm thôi, khi mà ông vua mà ông uống hút thuốc hết bệnh rồi, bà mẹ bà hết kinh phong rồi đó, thì cô Diệu Thiện này đó cổ mới cái có một cái sự mà quá phép đó quý vị biết không, ta tu thành Phật luôn ta thế mà đó, quá phép ra đó để đem về cứu là triều đình khi mà bị hai người anh là đang sáng ngôi. Rồi khi đó đó rồi cô mới là hiện cái quán thân của cô đó, cô hiện lên y nguyên hình vậy đó. Rồi và rồi thời gian đó là cha mẹ mới lo tu ở tại chỗ của mình, ở nước Việt Nam mình là 2 năm trường mới về nước, quý vị thấy không. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nhắc lại quý vị đó, Phật đã có Việt Nam mình hồi thời kỳ còn là vua Trần Nhân Tông nha. Rồi đến sau này quý vị biết ở đâu không, là Phật Thầy Tây An. Năm 1849 thì Đức Thầy chúng ta đó mới là mở đạo ở Tòng Sơn Sa Đéc. Rồi sau thời gian đó quý vị biết không, một thời gian 7 năm và 7 năm thì 7 năm sau có là Phật Trùm, 7 năm sau thì có Bổn Sư, rồi đến 2 năm sau, 7 năm sau nữa thì có ông Sư Giải Bán Khoai, Chèo Thiền Bán Khoai tại là Kinh Diễn Tế. Rồi trong cái thời gian đi ở là bà mà ông Sư Giải Bán Khoai này chỉ có 2 năm thôi hen, thì không biết ông đi đâu mất tiêu, mất tích đi. Rồi cho nên từ cái ngày mà Sư Giải Bán Khoai ngày ra đi rồi đó, thì 35 năm sau nghe không, Đức Thầy chúng ta đó, nhận được cái quyền diệu kêu cơ bút của Đức là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Ngài nói đó, ta thừa dưng sắc lĩnh Thế Tôn đó, là thời sẽ biết gì quý vị biết thầy không, Thái Tôn tức là vua nghe, ta thừa dưng sắc lĩnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Rồi Đức Thầy nói là dưới đồng đạo mình đó là thầy đó là cũng là trong cái là những người vị mà chuyển kiếp ở của Phật Thầy Tây An,
Cho nên Đức Thầy nói là lời của người di tịch núi Sam, chứ đâu phải bài điều quyến hoặc. Cho nên những cái quyền cơ mà Đức Thầy đã nói cho chúng ta rồi đó, thì chúng ta phải ghi nhận, quý vị ơi. Chúng ta hãy nhớ lời Thầy đi. Cũng như nói lại đây, chúng tôi nhắc lại quý vị đó, cái sự mà cảnh báo ở dòng sấy đó của là Mỹ Tho đó là một sự kỳ tích để cho đồng đạo chúng ta thấy, ủa tại sao đó không phải là mạch nước từ xưa, từ trên trăm năm đến giờ không có là mạch nước, mà ở tổ nó miếng mà nói như em Tâm nói đó là người ta nói lại trên đài đó, nói là ở tại dòng sấy của ngã tư ngã ba ngã ngã tư Kiên Lương đó, ngã ba Kiên Lương đó, thì thật là một sự hy hữu. Nhiều người đã nói là do cái cống nó ra không có kịp, mà không phải. Đây là bây giờ là miếng mà quý vị nói cống đó, thì chúng ta tôi xin nhắc lại cho quý vị thấy nè, nếu có cống thì sao mà ông ấy đó ông nói rồi, mà cái đó có rồi nữa, cũng như ông nói là Sà Gòn gia đình ai ngờ nước đâu mà lại lỡ bờ nước cây, thấy không? Cũng như ngày xưa đó, mà miễn nói vậy thì mình phủ nhận lời của Thầy mình nói sao? Đó, cho nên đây là một cái dòng sấy, là một cái sự mà cảm hứng như thế, ứng như thế nào mà thiên đình đã lập sẵn cho cái ở cái cục đất này để cảnh tỉnh dân sinh của buổi thời Hạ Nguyên. Mà chẳng cảnh tỉnh ở đây đó không phải là cảnh tỉnh rồi mà đời đã tới, mà cảnh tỉnh rồi đó cho đồng đạo chúng ta ráng mà tu. Biết này mà nó có làm khổ tới hay làm đó, khổ lắm. Dạ khổ lắm, bị gì ở đây hồi đó nè, như nói câu nói Đức Thầy nói luôn đi. Dạ. Xưa kia bạo lục tỉnh này mà sao cảnh khổ. Nói xứ này chứ không phải là một xứ này, sao xứ của Việt Nam. Dạ. Một xứ cả một xứ cả thế giới. Cái cảnh khổ đó, cho nên cái ngày mà sau cái thời gian gần trăm năm nay, quý vị thấy cảnh khổ không? Nó không phải là nói Việt Nam, nói chung đây là nói thật sự cô bác anh chị mình đó, hãy nhìn, hãy nghe lại cho kỹ Thầy nói đó, thiên cơ để dạ, lão thời yên tâm, nha. Hay là nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chơn chánh mới hồng vinh giang. Thì thôi bây giờ đồng đạo chúng ta thấy những cái cảnh thảnh, cái cảnh mà cũng như ở Mỹ Tho hiện giờ đi, để cảnh báo cho mình đi, thì thôi giờ mình đừng có nghĩ rằng mai tới hay là mốt tới, ráng mình phải ráng làm sao để nghe lời Thầy dạy, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Mà muốn Phật vào trong tâm thì chúng ta phải làm gì? Phải nghe lời Phật. Vì Đức Phật có bốn cái gì đại đức, đức từ, đức bi, đức hỷ và đức xả. Mà Đức Thầy chúng ta cũng vậy thôi. Vì Ngài, Đức Thầy chúng ta muốn làm, muốn cho đất nước Việt Nam chúng ta được thái bình, đúng quý vị thấy không? Là Ngài phải hy sinh khổ khó, gian truân trong cái thời gian. Nói thật sự đó, không biết anh em, anh chị em đồng đạo mà chúng ta có thấy hồi thời gian mà khi quân đội Nhật vào Việt Nam chúng ta hay không? Hay là người Pháp hay không? Quý vị thấy không? Từ người Pháp, Đức Thầy chúng ta ra đời cũng còn dính cái đuôi người Pháp. Quý vị thấy không? Thì khi nhờ cảnh khổ đó, mà nói thật sự quý vị đó, năm gồng gắn rồi đó. Và những cái năm đó, Đức Thầy nói là năm gồng gắn ngựa dê, thế gì chúng sanh thế giới ơi hề thấy thi. Cũng như là những cái năm đó có hết. Đúng rồi. Những cái năm đó có hết trơn, chứ không phải có mới đây đâu. Chứ chúng ta đừng có gặp cái thình này cái chúng ta nói tới rồi không có đâu, thấy không? Mà tới là tới chúng ta đó. Vì gì quý vị biết không? Cái thời gian mà nghiên cứu lại tu tập đó, thì quý vị thấy không? Chính em hồi năm sanh một năm 1944, thì năm nay là 80, năm nay là 80 tuổi. Thì quý vị trong thời gian đó, quý vị thấy nó đâu có xa nhá. Nhưng mà thật chứ quý vị đó, nếu không tu thì chúng em bỏ mạng 3 lần rồi. Nó thật sự quý vị, cô bác anh chị gắng tu chỗ này nè. Bởi vì tại sao Thầy nói tu cũng phải bệnh đó nha, chứ không phải không bệnh đâu. Nhưng mà cái căn bệnh mình nó khác. Cũng như em nè, cô bác anh chị xuống đây đi, xuống tại nhà em nè, em sẽ trình bày 3 lần. 3 lần bị đột quỵ, chứ không phải một lần đâu. Mà quý vị thấy không, cái bệnh mà nhồi máu não mà là củ cơ tim đó, mà gọi là đột quỵ, thì quý vị thấy không, trong tích tắc chứ không có lâu. Nhưng mà 3 lần của em đó, lần thứ nhất đó em nói cho quý vị gắng tu nè, lần thứ nhất đó em nuôi chừng khoảng 30 đứa ở tại 30 em ở tại là cơ sở khi mà đất nước vừa giải phóng. Rồi nuôi cho em tu luôn, tu tới 16 tuổi thì 18 tuổi mấy em nó về lập gia đình. Tôi nuôi tôi không cần cái đó, mà tôi cần cho mấy con á biết sự khổ của thời trẻ. Đến khi lớn rồi các con biết hiếu thảo cha mẹ là chúng ông ba mừng. Nuôi tới 30 mấy đứa đừng cô bác anh chị.
mà tôi không thượng nài. Chắc thành tài chứ hết chú anh? Dạ thành tài hết, bây giờ giàu hết trơn, nó giúp đỡ cho tôi là cơ sở. Dạ. Đó rồi khi mà đó đó quý vị biết không, tôi lên bộ ngựa tôi ngồi vậy, chắp bằng vậy nè. Đó, cũng cái buổi chiều đó tôi nấu cơm cho nó ăn mà. Rửa tới 30 cái 35 cái dĩa nữa. Dạ. Rồi lên lên cái bộ ngựa tôi ngồi vậy tôi niệm Phật. Cái tự nhiên cả tiếng hồ sao vậy đó. Té không có té luôn, ngồi gì luôn mà cười không à. Ngồi với cái cười không. Cái hỏi ủa sao bữa nay ông ba ngộ vậy ông ba? Tôi hỏi gì mà tôi không trả lời luôn nữa. Nó hỏi xong ba ngộ mà cười hoài vậy ông ba. Cái tôi cười hoài ghét cái nó mới chạy ra kêu hai đứa em tôi. Chú Út lớn Út nhỏ, nó xong ba ngộ mà cười hoài mà ông ba không chịu để dò xuống nữa, ông đâu mình vô mình để ông Út vô dìu ông ba thế coi, dìu xuống đi không được nữa quý vị. Hai tay này cũng không còn nữa. Đột quỵ rồi. Nó đột quỵ rồi đó. Rồi quý vị thấy không? Rồi mới chở lên Cần Đăng. Thì chở lên Cần Đăng rồi đó thì tôi không biết năm đó nó đâu, tôi không nhớ năm nào thôi. Nghe chở Cần Đăng rồi thì sao đó thì bác sĩ nói không coi bây giờ trên này không có thuốc. Thì chở xuống dưới huyện Châu Thành. Thì nào ngay xuống dưới Châu Thành thì tôi cũng thì xuống dưới tôi nằm được có quý vị biết không? Xuống rồi ông bác sĩ giờ dụng bây giờ không còn đâu quý vị. Tôi mời tôi nhớ ơn của ông. Ông mới chích cho tôi một ông vô cho tôi chai nước biển. Cái ông nói với cái cô hộ lý á, ông nói ông cụ này đau á, ông nói cái anh này bây giờ đó mình còn trẻ. Ba ngoài tuổi à, anh nói anh này bệnh nặng. Mình nghe mình cũng vui cười thôi, mình bệnh nặng thì ông chích thuốc mình vui. Thì quý vị biết không, nó có cái sự màu nhiệm lắm. Nói để cho cô bác anh chị em mình giáo cho tôi. Là cho ông néo ba lần này để cho cô bác thấy tu luôn. Là em cỡ đó em mới có về đây này em mới có 30 ngoài tuổi thôi. Bị gì hồi thời gian 9 năm mà em mới 18 tuổi à. Mà nó em ở dưới Vĩnh Long 9 năm thì em về khi giải phóng rồi em về đây thì tới đó thì mới có mấy tuổi à. Nó em mới bị em hút thuốc nam rồi em mới sau này mới bị bệnh đó. Là bệnh cái đó gọi là đột quỵ lần nhất. Rồi quý vị biết không, em xuống dưới chú Dũng đó, bác sĩ Dũng đó, ổng mà chích thuốc cho em, ổng vô nước biển chích thuốc cho em rồi. Đêm đó đó, mấy hai năm sáu đứa em mà em nuôi đây nè, rồi nó xuống dưới nó nuôi tôi nè, ở bệnh viện Châu Thành mình đây nè, hồi đó. Rồi nó nuôi, mà nó xuống dưới nó ngủ không nít mà đâu phải như tôi. Rồi bữa đó tôi không biết mấy cô ở hai bên đó, mấy bà nằm mà mấy bà cười không à. Không tay gì sao mà nửa đêm vậy đó, cái tôi đánh người giỏ không à, ngồi thục tay thục chân giò cẳng gì đạp vậy nè. Cái sáng lại cái tôi nhảy xuống tôi đi à. Mấy cô mới nói ủa sao kỳ ta. Ngày hôm qua ông vô bắt người ta dìu ổng rồi người ta để xe lăn lên rồi để ông trên mà này chích thuốc vô nước biển sao giờ này ông đi từ thật. Quý vị thấy không? Cái đó là gì? Cái đó là tại vì cái cảnh sự cảnh báo cho cuộc đời mình tu như thế nào để sau này được thầy nói là mà tu cầu bệnh tật tiêu tan. Từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Đó, cái này là Phật ban cho tôi rõ ràng lần thứ nhất. Rõ ràng hay. Rõ ràng luôn, nó thật quý vị. Rồi đến cái cách 10, 20 mấy năm vừa qua đây. Thì cách năm nay nữa là 5 năm. 5 năm này nè. Tôi đi. Quý vị có nhớ cái trận bão ở miền Trung á. Mà cỡ mà cô Thủy Tiên gì đó mà cô đi cứu trợ đó. Thì quý vị thấy đây đó đây là mới có 4, 5 năm thôi. Cô, năm 17, 18 à, đó. Thì cô Thủy Tiên cổ đi cứu trợ mà cổ bị người ta nói này nói nọ đó. Thì năm đó em cũng đi gom mì đó với gạo với thực phẩm đó em đi gửi xuống dưới mặt trận tỉnh để đi đó. Thì em mới bị chóng mặt rồi thì em cũng chóng mặt xong xuôi rồi thì em mới đi lại đằng cái trạm xá của quận Châu Thành mình đó. Thì cái đó là huyện Châu Thành đã dời về ở An Giang ở trên Cần Đăng rồi. Yeah. Thì nó là gần đây đó quý vị. Rồi cái em mới nói thật quý vị gán tu nữa nha. Chứ không phải em nói là mơ mốt của cô chú bác anh chị mà đến nhà đó thì em trình bày còn nhiều hơn. Bởi vì mà nó trên clip không nói dòng do quá. Cho nên khi đó đó quý vị biết không. Cho nên em mới phát tâm em mới niệm Phật. Thì khi mà em đi xuống bác sĩ cho em muốn nói cái này chú có độ có cái chứng lương cái này rồi lương cái gì lương máu não thôi chú về đi rồi cái chuyện gom gạo gom đồ đó đi để vài bữa hết bệnh hết đi
Thì quý vị biết không, rồi tôi cũng gơ, cho em tôi gom gọi hết trơn, rồi nó ra xe nó đem về. Rồi em mới nói thật quý vị đó, rồi em mới lên trên bệnh viện Châu Thành. Cái em ở một ngày một đêm. Thì mấy em á nói, ông ba ơi, tôi hỏi gì vậy con? Bữa nay nè, mà quý vị biết không, mà là khi mà em ở Châu Thành, ở trên Châu Thành mình mới đó, thì hai con mắt của em không thấy đường. Hai cái chân của em đó là cứng ngắc, là đi khó đi lắm, em muốn đi thăm người ta đó là em phải lần theo cái bức tường á, đi thăm mấy cái người mà quen quen đặng cho mình thoải mái, để mình cho cái bệnh mình nó mau hết thôi, chứ mình không ngờ mình bỏ bệnh nhiều nữa. Thì sáng lại đó mấy em mấy sáng trở lại đó, mình nằm một đêm rồi sáng lại nó hội chứng, nó nói thôi giờ đưa ông ba đi xuống dưới tỉnh nghe ông ba. Tôi cũng khờ lắm quý vị, tôi hỏi vậy chứ mấy con đưa chú ba đi, bác chú ba xuống tỉnh rồi chừng nào thôi về đây. Nó đưa xuống dưới cho ông nằm bệnh hết thì ông về nhà chứ ông về đây làm cái gì. Quý vị thấy không, cái tôi khờ là tới vậy là thôi. Thì nói thật với quý vị, cô bác anh chị đó, là lần lần hai là em chỉ có mà chín ngày, em ở có 2 ngày thôi, ngày thứ ba là em đi nuôi bệnh người ta nữa rồi. Mà không, mà xuống đó đó thì em cũng đâu có, mà em cũng mờ mờ, em đâu có thấy thường đâu nha. Mà em nằm đợi đợi mà hai đêm, rồi đêm thứ ba đó là sáng thứ ba trở lại thì em cũng vẫn đi nuôi bệnh người ta như thường thôi. Vì vậy thấy em, cái đó là những gì, đó là những sự mà mình đã có sự tu tập, rồi đức thầy chăm quan các ngài đó là long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Đó là lần thứ hai đó, đây là biến chuyển đây, mới ở trên có cho tâm vô thăm tôi đó, chưa được trước ngày lễ của Đức Thầy. Đúng rồi, trước ngày lễ. Trước ngày lễ 25 tháng 11 năm nay nè, của Đức Thầy. Thì quý vị biết không, là cái chứng của em đó là hồi đó em xuống cái nhà thương đột quỵ đó của SDS của Cần Thơ đó, thì ông bác sĩ Hương đó, ông có nói, ông đưa phim tụi mình không thấy rõ ràng đó ha. Ông nói trên đầu của chú đó có hai cái hộp gạo đen đó đó, mà nếu mà chú về chú uống thuốc mà nó tan ra trắng luôn đó, mà cái hồng huyết cầu nó thông máu đó, thì sau này thời gian 5-3 năm thì chú không có bệnh tật nghe coi. Rồi chú mà cái bệnh tật đó là do cái chỗ mà chú làm quá sức á, rồi chú sẽ bị ngất đi nữa nha. Ông nói vậy thì mình cũng đâu có để ý chi. Nó thật, vì gì uống thuốc là hơn 2 năm rồi đó, là hết bệnh rồi mình mừng, mình mới đi làm từ thiện xã hội thôi. Mà không ngờ là trước cái ngày lễ đản sinh của Đức Thầy chưa được 2 tháng đó, thì em có cái bác nấu cơm bắt cầu cho xong ngang cửa đây đó, để cho các cháu nó bắt cầu, để cho cô bác người ta giao thương Cần Đăng Vĩnh Lợi với là Ba Bằng Giáp Ganh, để cho cô bác người ta đi qua lại thôi. Mình cũng nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện mình rồi, nó cho nên nó mới nấu cơm. Thì bữa đó đó mấy cô trong hậu cần đó, thì một người thì nuôi con, một người thì đi công chuyện, một người thì con đang đau tại nhà, thành ra bữa đó cái mấy cô không có lên. Tôi mới quá sức tôi làm, quý vị biết không, bữa đó nhà, bữa đó cái bữa mà tổng bữa đầu tiên mà 2-3 bữa trước đó, nó mấy đứa nó đông, nó bẻ sắt bẻ đồ, nó làm đổ nọc cầu á, cái 60 đứa đó. Tôi làm từ sáng mơ quay quần cái tới chừng giờ này nè, cái tự nhiên tôi thấy trong mình tôi mệt mà khó thở nữa. Cái tôi mới mời ông thầy ở trên, ông bác sĩ trên đây đó, ông xuống chích cho tôi mũ thuốc rồi vô cho tôi tay nước biển đó quý vị, mà không hết. Sáng là tôi đi Châu Thành mới nói thôi chú bữa nay chú lên đây cũng trễ, cũng ấy đánh thuốc rồi thôi về đi, rồi mai á, mai ông lên thì tôi coi lại. Thì mai lên thì hồi thụ lên tôi ấy, thì chú cũng có cho tôi cái giấy xét nghiệm đó là tình bệnh tim. Thì ông nói gì thôi tôi cũng về sáng tôi lên nữa thì tôi lãnh thuốc về. Thì 9 giờ tôi về tới đây nè, là về nhà sao nó mệt nhiều. Cái tôi nói với em tôi nói thêm mà Tèo ơi, anh cấp này hơi, ta hơi mệt nhiều, thôi để mày đi mua gì mua đi, tôi nhờ đồng đạo đó chở nó đi xuống tim mạch Long Xuyên. Thì quý vị biết không, xuống tim mạch Long Xuyên đó thì ai em út tôi thì nó biết mà nó giấu tôi. Ông bác sĩ ông hỏi chứ có đem tiền nhiều không mấy ăn. Rồi Út tao nói, chú Út nó mới nói thì bao nhiêu cũng được, thì bác sĩ làm đi. Thì ông nói ở trên này bây giờ anh có tiền tôi làm không được nữa, thôi giờ tôi hết cái mà để ấy tim cho ông rồi, thì ông chở xuống nhanh mới được, chở xuống dưới Cần Thơ hiện giờ mau mới được.
thì quý vị biết không, xuống đó đó nha, 4 ngày 5 ngày 5 ngày 5 đêm nó thật cô bác anh chị đó, mình mới thấy cái chết nó kề cận đối với mình. Tôi nói thật với cô bác anh chị mình, em niệm Phật không luôn xuyên suốt luôn, miễn em hết hết mệt là em phải niệm Phật, mà niệm em phải gần xuống làm sao để cho em khỏe được. Cái gan tất của mình nó nói thật quý vị đó ha, hồi thời gian mà mình bệnh đó ha, thì mới thấy rằng đừng có nói bệnh gì cũng được, cũng được hết, không phải đâu. Nói thật quý vị, cái hơi thở của em chỉ còn có một tấc một thôi. Mỗi người mỗi nghiệp đó chú ạ. Dạ, mỗi người mỗi nghiệp. Vì thế mà em niệm Phật xuyên suốt 4 đêm rồi. Miễn mà hết bệnh là em phải niệm Phật, hết thở được đó, như nhẹ nhẹ là em phải niệm Phật, niệm gì đó. Rồi cái sáng bữa thứ năm đó, em mới nói với thằng em út của em này nè. Em nói con anh em ơi, anh nói thật với em đó, anh đau chứng này đó, anh mới thấy rằng cái sự mà Đức Thầy nói đó là cũng như là gẫm cuộc đời cái bóng theo hình đó. Nha. Thì cũng như là cái ông mà tử thần này nè, ổng không có chừa ai chứ trời. Giờ mình tu á cũng bị, không tu cũng bị thôi, nhưng mà mình có phước đức này thôi. Thôi chứ này á, anh sống được thì em cũng gắng tu, mà em anh ra đi rồi đó, em cũng phải gắng tu để mình trừ đi cái bệnh tật của mình. Như lời thầy dạy là tu cầu bệnh tật tiêu tan, biết đâu số của anh đã tận, phải không? Thôi gắng tu nghe em. Đó, nó thật với quý vị, em chối em chỉ nói với nó nhiều thôi. Không dễ thì chết đâu, rồi ai mà phước cái rồi cái này. Sao đó nó thật quý vị sáng lại. Mà nói thật quý vị, khi mà cái cấp mà mình thở mà không có đen là cái bữa đầu tiên, mấy em nó đem máy qua đó là nó để mình 24/24 không? Chú Ba bên tim như là bên tim nó luồn dây hả chú Ba? Luồn dây. Mấy cộng? 2 cộng là hết 168 triệu. Dạ, vậy là nhờ cái phước đó. Dạ, mà là người ta, mấy em đó nó nói ha, là trong cái bệnh án đó, thì chú không biết, bị nó giấu nè. Mà khi lên luồng tim bên tay này đó, thì em nó cũng biết mà nó không nói luôn. Mà mình luồng qua xong rồi đó, quý vị mới thấy luồng qua rồi là thấy nhẹ nhàng liền. Vì là bữa nay khỏe hẳn luôn hả chú Ba? Bữa nay thì mặt bài bữa nay là đẹp rồi. Rồi khi đó về chị hai mày nè, chị hai mày mới coi lại cái bệnh án đó. Thì ở tại bệnh viện Long Xuyên cho là bệnh là đột quỵ. Dạ, vì là chú Ba, vì là được 1 tháng rồi chú ạ. Bữa nay hơn rồi, con bị gì qua lễ thầy rồi. Dạ dạ, bữa nay nó hình như là 2 tháng mấy rồi. Dạ 2 tháng mấy rồi, phải hẳn ha. Dạ. Cho nên á, cho nên ở đây đó thì chúng em muốn trình bày cái bệnh tật thôi. Bị gì Đức Thầy nói đó, tu cầu bệnh tật tiêu tan. Dạ. Từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Nếu đồng đạo chúng ta, đồng đạo nào cũng phải có cái bệnh hết. Dạ, gán tu. Nhưng mà gán tu trước mới được. Dạ. Cũng như thầy nói đi. Thằng chết kia thì ôm hót bên mình, đạo lành sao lại chẳng tin, nhá, dầu cho thông thái cũng nhìn cốt xưa. Ha, thì bây giờ chúng ta biết được cái lời thầy dạy rồi đó, thì chúng ta cũng đừng gấp để mà dội vàng mà mong cho đời mau tới. Bởi vì đồng đạo đó, nói thật sự đó, chúng em tu năm nay đó là nói quý vị tu hồi năm 17 tuổi. Mà năm nay em là 80 tuổi thì quý vị biết em tu bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà em không có nhận cái gì của cô bác anh chị hết. Em chỉ nhận vào do lời giáo huấn Đức Thầy tôn kính. Và em tin tưởng rằng em tu ngày mai em không, khi Đức Thầy lập đời Thượng Quân trở lại, em không có kiến diện Đức Thầy trong ngày Thượng Quân, thì hồn của chính em đó cũng được Đức Thầy cho Long Thần hộ Pháp và Diêu Trì Kim Mẫu rước em về để lập hội dự hội Long Hoa. Đây là lời em nói sự thật với quý vị đó. Cho nên em tin tưởng rằng ông nội của em khi chết biết được 3 ngày là đắp đó nội còn mới có 55 tuổi. Khi ba em chết, ba em biết được 1 tháng 15 ngày. Đó. Rồi tới khi mà mẹ em thì bệnh đó, thì mẹ em cũng cho tụi em hay ở bữa nay tao bệnh nặng đó bây giờ gắng lo. Rồi đã nhiêu lời đó bà. Đau ba bữa thì bà ra đi không hành xác. Quý vị thấy không? Những người mà có cái tâm niệm tu tập rồi đối lợi các em hôm nay là đã 3 lần. 3 lần em thác được quỷ môn quan. Nó thật sự quý vị, 3 lần. Cho nên bây giờ em, mà trong 3 lần này đó em nói thật quý vị đó, hồi xưa em tu chứ em ngu dữ lắm.
em sân hận nhiều lắm, ai nói gì em cũng la nạt ra được hết trơn á. Nhưng mà cách đây nó mới có 3 năm mà quý vị, nó thật sự đây nè, quý vị biết không, chữ nhẫn này nó khó kìm dữ lắm quý vị ơi. Quý vị thấy không, gần 70 năm tu tập mà chứ em chỉ có 3 năm mà em mới tu được pháp môn này. Bởi vì người xưa mới có mà có câu đó, như là Đức Phật nói trong kinh đó, nói dễ gì ai bằng Phật Thích Ca, mọi điều nhân quả nhân ngã đó nhẫn thì qua. Hoặc là Thái tử thì Đức Ta nói đó, cũng có nhiều cái mà mình thấy hay, nói mà nói nó là lời Phật Thích Ca nói ha, mọi điều nhân ngã nhân thì qua. Còn người xưa nói là chữ nhẫn là chữ tương vàng, nếu ai biết nhẫn rộng đàn dễ đi. Quý vị thấy không, mà Đức Thầy mình nói sao, nhẫn nhẫn trái chủ thì quan gia tùng thử tận, nhiêu nhiêu dạng sự thải điều tiêu. Miếng chúng ta biết nhẫn nhẫn nhục và chúng ta biết hy sinh, chúng ta biết tu đem Phật vào trong tâm chúng ta, thì chúng ta mới thấy được sự nhiệm màu của Đức Phật đã dạy. Cho nên em nói thật với quý vị đó, từ 20 mấy tuổi cho đến là hôm nay chú em là 80 tuổi, hồi là năm em mới đau bữa hổm là mới 79 tuổi thôi. Đó thì em được 3 năm nay em mới thấy được cái sự tu tập của chính mình. Là Đức Thầy nói đó, khi mình đã tu được rồi thì mình, cô bác anh chị mình nhớ lời Thầy dạy nè. Lo thuốc thang, khẩn giái Phật trời. Mà thuốc thang mình đã lo rồi, mà Phật trời mình không khẩn nguyện, thì em tin tưởng rằng mỗi đồng đạo chúng ta có thể vượt qua cái sự khổ khó này. Chứ đừng nói rằng cái cảnh mà ngày mai ngày mốt mà lập đời thượng quân, khổ dữ lắm, khổ dữ lắm luôn. Bởi vì nói thật với quý vị đó, cái cảnh khổ mà 3 lần em đi qua rồi đấy đó, thì em thấy trong găng tấc mình mà thôi. Còn nghe lời Thầy nói đó nha, là cảnh thảm khổ nay mai nguy ngập, có hội này sáng lập lấy thân. Lập lấy thân để gì? Chúng ta tu, chúng ta ráng tu hiền đi, để ngày mai khi mà đời thượng quân thánh đức trở lại, như Thầy nói đó, chừng nào núi cấm thành vàng thì là bá thánh mới an nhàn. Mong cô bác nghĩ ba đó đi, nhìn thấy chừng nào núi cấm có già thành vàng thì quý vị mới thấy ra đời đã tới. Còn bây giờ núi cấm chưa có thành vàng, mà đây là cái chữ mới thôi. Cũng có một số đồng đạo mà họ thời gian ở núi cấm mà có lầu đó, tôi cũng nói nữa, đây là cái giả, cái giả rõ ràng. Thầy nói chừng nào núi cấm có lầu thì là dân sự đâu đâu thái bình. Thì quý vị thấy hồi khi giải phóng xong, chúng ta chưa lên núi non gì được hết. Rồi khi đó nhà nước cho này kia còn nọ, thì quý vị thấy từ khi mà trên núi cấm có nhiều nhà, nhiều chùa, lầu này kia cái nọ đủ hết. Rồi cô bác người ta đi núi đi non là ngon lành không, phải không? Thành ra quý vị thấy từ cái ngày đất nước giải phóng đến giờ thì có giàu lầu mà lầu giả nghe cô bác anh chị, đây là nó thật sự nha. Rồi bây giờ chúng ta mong sao, chúng ta ráng tu cầu như nghe lời Thầy nói đó, chừng trần gian kiến thấy phụng hoàng, thấy không, xè cánh múa chào mừng Phật Thánh, thì chúng ta mới thấy rằng cuộc đời của chúng ta mới là có một sự vinh giang. Mà tôi tin tưởng rằng mọi đồng đạo chúng ta tu rồi đó, thì chúng ta không mất phần đó. Bởi vì Thầy nói nè, dân thù Bồ Tát từ bi, dèo thiền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa đứa cánh buồm lan, rước người tu niệm, chứ đâu có rước ông hung đâu cô bác anh chị. Mà như Thầy nói câu nói gần hơn nữa, bây giờ kẻ sở người tề là trong quyển 3, bây giờ kẻ sở người tề hiền lương thôi. Tôi nói thật chứ cô bác anh chị mình đang ráng hiền đi. Nếu mà tôi không hiền đó, mà tôi không lập công bồi đức á quý vị, thì 3 lần này tôi không còn gặp mặt cô bác anh chị trên YouTube này nữa đâu. Mà quý vị thấy không, mới có hơn 1 tháng nay thôi tôi đi nằm bệnh về, thì bữa năm táo tâm vô thấy là tôi bơ phờ ra đi không biết đi được nữa. Mà hôm nay tôi lại là da mặt tôi nói quý vị thấy không, hồng hào được là 70%, thì mới có hơn 2 tháng à, chưa được 2 tháng nữa. Như quý vị thấy mà trong bài không biết cái hai nó chú ạ. Dạ. Như thầy nước lộ không có nằm mà nó không đoạn hay không. Dạ, dạ. Là nước kêu lửa nổ tưng bừng thảm cho thế sự lấy lừng nhận tay, là cái đoạn đó là nước đâu mà có mà thêm lửa nữa. Dạ, bởi vì tới cái thời kỳ đó rồi con. Dạ. Tới thời kỳ đó để mà chuyển biến lễ hội Long Hoa thì nước dưng. Dạ. Rồi lửa cháy mà khổ lắm nha, hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đoan, ai mà ăn ở nghênh ngang trên rừng á, nó xuống nó tha dương trần nha, chứ không phải vừa đâu. Dạ. Rồi bệnh đây nè, đồng đạo mình nói
gán tu đi chứ đừng có gán trong đời tới. Yeah. Chừng đời tới khổ lắm. Quỷ dương ha. Rồi cưa rồi cái mà núi nó nổi cái một tiếng thấm thôi. Đó, chừng nào chừng một tiếng sấm gian thinh ha. Đó, thì quý vị sẽ thấy sự kinh khổ mình. Cho nên bây giờ thôi đừng có nói rằng ngày mai tới hay mốt tới đi. Yeah. Mà chúng ta phải ráng tu. Ráng tu để mà đem Phật được trong tâm của chính mình. Ráng tu làm sao như em đi. Em thật sự quý vị là ba lần em là thoát được cái cảnh khổ của địa ngục. Mà cái bữa mà em xuống Long An Giang đó quý vị biết không, cái hồi đó giờ đó mình có đâu có vô cái phòng. Nó nói này nó thật sự nè. Em nhìn cái chỗ đường mà vô phòng đó, cái em mỉm cười rồi em nói ủa bữa nay xong nó đem mình vô cửa thứ nhất để làm gì để ta. Quý vị thấy không, em vẫn tươi cười, em vẫn nói như luôn nha. Nhưng mà khi ra đi ra rồi cái phòng đó rồi ra thì mấy em nó báo rằng bệnh em là nan y, khó thể vượt qua trong cái cảnh khổ này. Nhưng mà chẳng ngờ là bác sĩ điều động cho em xuống tới Hoàng Mỹ Cần Thơ đó, thì 5 ngày là em hết bệnh. Là ngày thứ 6 là em được vô cái vô hai cái sợi mà dây và luồng tim. Rồi là thứ 7 em về, quý vị thấy không? Thấy ghê tới giờ luôn ha. Rồi về tới giờ là em hết bệnh luôn, quý vị thấy không? Hỏi cho ba câu nữa đi ha. Hỏi câu là thầy, Đức Thầy nói là Phật từ bi, độ tử, độ sanh, độ những kẻ hiền lương nhân ái, độ tử như thế nào, độ sanh như thế nào? Độ tử là thế này, độ tử là độ những người đã tu. Thôi mình nói gọn ha. Những người đã tu, như chú ba mới nói với con đó, ba, ông nội chú ba nè, tu biết được ngày giờ. Mà hồi thời gian ông nội chết á, thì bác ba cũng, ông chú ba cũng chưa biết nội nữa nè. Mà chú ba đang tin tưởng rằng hồi những giờ nội còn đang học đạo ở trên cõi thiên đình, ở trên cõi tiên. Rồi khi ba của chú ba người ta hỏi bây giờ ông Tám như bà Tám nằm ở đâu không biết không ba, chú này chả biết. Bởi vì người tu đó hen, là thật thầy nó nói như cháu nói đó, Phật từ bi độ tử là độ những người chết. Những người chết là biết tu đó thì người ta rước linh hồn bởi vì tội tiêu phước hưởng trường tồn, thấy không? Hay là đến những cái ngày tết chết đó thì xác đi mất mà hồn thiên con không mất nha. Cho nên ở đây đó là độ tử là độ những người học đạo, hiểu đạo, biết đạo, đã giác ngộ. Thì Phật độ hiện giờ đang ở tu ở cõi thiên giới vẫn tu. Rồi còn mình ở đây hôm nay mình may mắn phải không? Nếu mình còn may mắn mà may mắn của chú thì chú chưa biết làm sao. Bởi vì cái mình nói rõ hơn đó, cũng như cháu nói ông Sáu nào mà còn nói tám mấy năm sau đó thì nó đúng theo cái lời của chú rồi đó. Mà mình không biết mình đến đó được hay không. Bởi vì bây giờ nó một kỷ của Đức Thầy khi ra đời mở đạo là một kỷ, thì năm nay là 84 năm. 84 năm là năm nay bước qua năm 80, năm nay là 85 năm nè. Thì nó còn có, nó tính hồi năm rồi là 85 năm, còn nếu tính năm nay nữa đó thì không có còn 85 năm nữa, còn 15 năm nữa, 80 mấy năm ông ơi. Bởi vì nó 100 năm. Mà bây giờ nó mới có 85 rồi, còn 15 năm nữa. 15 đó, nó gì đó. Nhưng mà mình nói là nói cái trăm năm chọn trăm năm thôi. Thầy nói đó là tiên cảnh thoát ly truyền bá tỷ đó. Dạ đó đó, mình nghĩ có cái nhiều khi thầy nói chỗ này. Nhưng mà mình nói là mình để mình tu thôi chứ mình không mong tới ngày đó nữa. Mà mình tu làm sao để cho thì nói thật sự đó, mình tu ở đây là chỉ là được thầy cứu vớt ngày sau mà thôi. Vì Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền nhân nha, và hiền quân nhân ái, hiền lương nhân ái. Phải con phải là hiếu thảo cha mẹ, rồi hiếu thảo với là nhân sinh, hiếu thảo với đất nước thì con mới được kiến diện được Đức Thầy trong ngày đó. Cũng như chú ba nè, bây giờ tất cả những anh em ở xã này thôi họ chê chú ba không biết tu. Bởi vì tất cả những gì từ thiện xã hội chú ba làm hết trơn rồi. Nói không phải để nói cho cô bác anh chị mình mừng người tu thôi. Em hồi nhỏ em có suy nghĩ cái này nè. Em nói bây giờ em tu ham, em không muốn thành Phật ở thế gian. Mà muốn làm người khi ra đi đó, tôi là nhân đạo thế gian làm tròn mà thôi. Đúng rồi. Nghe lời thầy dạy. Bởi vì nghe hồi thời gian tôi phát tâm tu đó về đây đó, cái nhà này đó, tôi có đặt 4 câu thi như vậy nè cô bác. Từ thở thiếu niên học việc lành, thiện từ thiện nè, thiện là chí hướng ở tâm sanh. Thiện á, thiện là chí hướng tự tâm sanh chứ.
rồi tự tâm, tự tâm tỏ ngộ noi đường chánh. Gia bảo là gì? Là lời nói của thầy, sự học tập đạo đức của mình. Gia bảo tồn sanh vốn pháp lành. Đây là bốn câu mà em đã biết hồi năm em 19 tuổi. Nói thật quý vị là không quên. Rồi cái chỗ này em nói thật quý vị là em bây giờ có cái nguyện khá lớn đó, cũng như một ông cụ già đó đó. Kỳ đó em đi học tu ở dưới Vĩnh Long đó, em gặp có hai lần thôi. Một lần là em được đi gặp em đi bằng đầu tiên đó, thì gặp em đi theo giếng núi mà cảnh núi đó thật là bông đẹp không à, dẫn đi ra giếng núi. Rồi lần hai đó nó thật quý vị là em không có thấy gì hết trơn mà em thêm đi chầu vua ha. Mà khi chầu vua quý vị biết không, là quan ta lên ta ngồi hết á, thì em lại sao mà em mặc cái hồi đó em mặc áo giặc hò nữa, em nhớ chưa, em mặc áo giặc hò cái phía dưới người ta em mặc giặc hò mình mặc theo. Rồi cái, dạ, rồi cái em đi lòng núi luôn ấy, dạ, cái kỳ đó thì trước là đi núi, dạ. Mà từ đó lên núi đẹp, có một ông già trong bị gì mình nuôi tu ở trong mà nghĩa trang cái dồn, dạ. Thì gặp ông già thôi thì cái thôi, lần sau không? Dạ hả, không biết không? Cái đó mình không nhớ được. Cái bắt đầu đợt sau đó, dạ. Mình mới gặp ngủ ba lần đó nha, dạ. Cái gặp một lần nữa là lần thứ hai đó là gặp đi chùa vua, dạ. Thì mới đi loãng toãng tới đây cái người ta nói kìa, còn cái ghế đó lên ngồi, cái đôn lên ngồi đi ông ơi, đặng hồi vua ra tới giờ thì chú ba mới lên ngồi trên ghế đó, trên cẩm đôn đó đó. Thì ở trên kia nó ghen đấy, bệ hạ Gia Lâm, bệ hạ Gia Lâm mà giật mình. Ha, không là, thấy mặt không, không thấy mặt, chưa thấy mặt vua. Ha, rồi là lần thứ hai, còn lần thứ ba này đã nói mấy màu nhiệm nè. Lần thứ ba là cái phòng của chú ba nhỏ lắm, có một thước à. Dạ, ở đâu? Cũng ở Vĩnh Long luôn, tại cái dồn luôn. Dạ. Thì chú ba ngủ đó, cái giường nhỏ đó. Thì mà không có giường, nó ngủ dưới da gạch không à. Cái đêm đó cái chú ba thấy chú ba, mà cái bồng chú ba sao ngộ lắm. Chú ba thấy chú ba đi cúng. Đi cúng mà sao cái phòng, trong cái thời gian chú ba cúng sao nó thơm bát ngát luôn. Yeah. Thấy mình đi cúng đó, đi ra ngoài chánh điện cúng đó. Ở Nghĩa Trang cái dồn nó thờ tử sĩ không à. Có cái chánh điện ở giữa thôi. Cũng như mà cũng như chú ba hiện giờ thôi. Cái chú ba mới cúng xong đàng hoàng rồi chú ba mới thấy rằng cái mùi thơm á, thì khi mà cái mùi thơm đó là đúng 12 giờ cái nghe tiếng đồng hồ rô reng đó, 12 giờ thì chú nằm đâu khoảng 10 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi thì nửa tiếng vậy đó, chú ba thấy chú ba đi cúng. Thì trong cái chú ba mới nghe tiếng đồng hồ như reo giật mình đi, cái tại sao trong phòng của chú ba thơm, mùi thơm bát ngát luôn. Cái chú ba mới ra kêu ông từ sáu á, nói ông sáu ông vô trong phòng con coi ông có xịt dầu thơm cho con không, mà ông có giỡn với con không. Ông Sáu nói tao già khú bánh đế, tao có xài dầu thơm này mày hỏi tao hả, thấy không. Thì nói thiệt con là 15 phút sau ông Sáu vẫn ngồi ở đó với chú luôn, là 15 phút sau mùi thơm nó mới hết. Là chú ngày chú đi tu tới giờ là chú vài nằm chỉ có 3 lần này thôi. Một lần là chú thấy chú được một ông lão dẫn chú đi núi. Một lần thứ hai là chú được chầu vua. Yeah. Lần thứ ba là khi cái phòng của chú ba đó, yeah. Là chú ba thấy chú ba đang đi ra hành hương ở ngoài nghĩa trang đó, yeah. Thì cái mùi thơm ở ngoài đó không phải là trong phòng này. Chú tàu bà tu tinh tấn không chú bà? Tinh tấn như lắm luôn. Niệm Phật lắm ha. Niệm Phật nhiều nữa. Về đây nè, khi em có hỏi với mấy chú ở nhà nọ như chú Tư Kiềm hiện giờ đó, yeah. Thì chú con mới biết chú ba là bằng đêm đó các con ngủ gì ngủ, thấy không? Nhưng mà khi chú ba giật mình là chú ba ngồi gì là niệm Phật. Yeah. Một đêm là chú ba ngủ chứ hơn tiếng mà rồi. Chứ không ấy, thành, quá tu rồi. Rồi từ đó tới giờ chú ba mới cái vừa tu như vậy đó. Rồi bây giờ chú ba lớn rồi đó, thì bây giờ chú ba niệm không được nhiều, là bây giờ chú niệm một tiếng. Yeah. Mỗi một đêm giờ là chú ba một ngày vậy nè, là chú ba niệm được 3 lần. Niệm với cái anh đó, niệm với cái anh này đây. Là anh nằm kế bên thì anh ngủ, còn chú ba niệm để lo cho anh đó. Mình cho nên mình thấy rằng cái sự tu đó giới lực đó, con ơi không giữ không được. Vì gì người xưa có câu là giới sáng như minh nhật nguyệt nè. Giới sáng như là cái đèn vậy đó, như là cái đèn cái bóng đèn và bóng trăng vậy đó, bóng mặt trời vậy đó. Giới sáng như minh nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, duy trần bồ tát chúng do thị thành chánh giác. Nếu chúng ta muốn đạt được mục đích cứu cánh giải thoát mình thì hãy đem 6 chữ A Di Đà rèn luyện trong tư tưởng của chính mình,
và làm thế nào buông bỏ được cái gì ở thế gian đó. Nếu bây giờ hồi xưa đi, bây giờ như các con hồi trước các con đã tu rồi, thì các con vì cái sự mê làm của mình đó, thì mình thấy rằng cái đó là mình chưa hiểu được, thì cái sự đó, đó mình không cần, mà sự cần có cái mình tu sửa hiện giờ hay không. Bây giờ nè, mình có tu sửa hay không thôi. Cho nên mình phải cố gắng nghe lời được thầy dạy, không có gì qua cái giới lực, mà cái nhờ giới lực đó mà mình mới, chú ba mới được bền vững như hôm nay. Thì chú ba cũng nói những lời chân thành. Nếu cô bác nào thương tình thì mình là một người tu lâu năm, và hôm nay mình đã 80 tuổi nữa, thì muốn tu mà gặp Phật, gặp thầy hay không đó, thì điều thứ nhất là bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, thấy không? Bớt dối lòng mình thôi, chứ mình không nói như thầy nói thì bớt giả dối thôi. Bây giờ mình không dám nói câu nói nha, thì bớt giả dối mới gặp được người thượng cổ. Mà muốn gặp được thượng cổ thì chúng ta phải hiền lương nhân ái, phải biết tôn kính từ các chư Bồ Tát ngày xưa và chư Thánh hiện tại, để mà mình lập công bồi đức chờ ngày thầy trở về lập hội Long Hoa. Đó là bao nhiêu lời tâm sự của tôi, như do cháu để mình tóm kết lại đó. Thì hôm nay ở Mỹ Tho nó cũng trùng của Mỹ Tho. Hồi xưa Mỹ Tho thì ở tỉnh Gò Công, hôm nay Mỹ Tho thì tại tỉnh Tiền Giang. Năm Thành Bảo Lộc chưa hết năm Bảo Lộc hồi xưa thì ở trên đó, mà năm Thành Bảo Lộc thì có một số cũng đồng đạo luôn, cũng đó là năm Giáp Thìn luôn á. Giáp Thìn luôn. Năm Thìn mà nó, hồi xưa người ta mới nói là năm Thìn Bảo Lộc. Mà đúng vào cái năm Giáp Thìn thì có một số đồng đạo cũng nói, nào bữa đó nó đài đó là nói, nó YouTube là nói năm nay là 60 năm. Ủa 62 năm. Là hai cái thế kỷ. Hai thế kỷ 160 năm. 120 năm. Hai cái con giáp trong một giáp. Tại vì cái này 120 năm rồi đó. 20 năm. Đó là mới tái diễn lại ở dưới Mỹ Tho. Tiền Giang Mỹ Tho. Thì đây là sự trùng hợp hồi xưa thôi. Nhưng mà đây là một cái cảnh báo. Đúng rồi. Để cho đồng đạo chúng ta thấy rằng đời Hạ Quân đã sắp mỏng, chứ đừng nói đời Hạ Quân đã tới. Đây là chúng em xin nói với quý vị đó, đời Hạ Quân sắp mỏng. Cho nên Đức Thầy có nói một câu mà tại đồng đạo chúng ta thờ ơ nè: đời nay mỏng tợ màng the. Cái màng đó quý vị thấy không? Miếng vải mà hồ đen đen như mình vậy, coi ở đây quý vị che cái vải lên thì quý vị không thấy, thấy không? Mà quý vị thấy cái một cái tấm gen nào đó, như mình treo đó, tấm gen đó còn the rồi thì ở đây dòng gần kia được, dòng không lét à. Thành ra bây giờ nó mỏng lắm rồi, nó mỏng lắm. Cho nên đồng đạo chúng ta nên cố gắng cái ăn cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu học. Đừng vì ngày mai đời tới hay ngày mốt gì đó rồi chúng ta sẽ hớ đi cái tâm niệm của chúng ta, không gặp được thầy. Cho nên ở đây thầy nói đó, mai sau nhiều cuộn đất cài. Mà bây giờ quý vị chưa thấy đất cài. Mai sau nhiều cuộn đất cài, đua nhau mà chạy lầu đài cục xa. Mới lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiện đức nè. Bây giờ mình không tu thì quý vị làm sao mà được thầy chứng đạo cho mình mà về được hội Long Hoa. Bây cần muốn về Long Hoa thì bây giờ đã ráng tu, đừng mong mỏi cái gì hết nha. Danh lợi nếu chúng ta đã được như tôi đi, nó bỏ được danh lợi thì chúng ta nên bỏ. Còn cô bác anh em mình chưa bỏ được thì mình chỉ tu nhân đạo, gán làm tròn nhân đạo mới hay. Bây giờ có của ít mình làm ít, của nhiều mình làm phước thiện nhiều, để đem gieo duyên. Và cần kiệm phải lo làm sao là niệm Phật cho nhiều, nó như lời thầy dạy, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Để mà nếu không đem được rồi trong tâm rồi, có nhiều người hỏi muốn đem vào trong tâm sẽ hay gì, không phải đâu. Chúng ta làm sao thực hành đúng theo lời thầy dạy, nghe không? Nội cái chúng ta gì thôi, không mê tín, không bàn tán thiên cơ, không đem những sự gì ở thế gian đem vào tâm chúng ta. Chứng minh giảng của thầy thôi. Chứng minh giảng thầy. Để làm thế nào để cầu xin Đức Thầy gia hộ, chư Bồ Tát gia hộ mình sống vui, sống khỏe. Bây giờ chúc đồng đạo thì không có chúc cái vụ trăm năm. Mà ta chỉ chúc làm sao? Chúng tôi chúc cho đồng đạo sống vui, sống khỏe và mãi mãi trường tồn trong hạnh phúc của chính mình. Rồi A Di Đà Phật, khỏi cần phải chúc ông trăm tuổi nhiều khi ông hơn sao, phải không? Vậy là thành ra mình chỉ làm thế nào để tạo một phương tiện, chia sẻ cho nhau để và hấu thúc cho nhau,
rồi chúng ta cần làm thế nào để cho tâm mình được thanh tịnh. Thanh tịnh mà nếu được thanh tịnh thì chúng tôi với quý vị, tôi ngồi nói chuyện với quý vị mới nhiều hơn. Miễn tôi tha tâm tôi không thanh tịnh rồi, chắc nãy giờ tôi nói khơi khơi rồi. Yeah. Thấy không? Thành ra bây giờ muốn trao đổi với cô bác anh chị em thì chúng tôi cũng nghiêng mình kính cẩn. Những lời tâm sự của chúng tôi thì chúng tôi chỉ là kết luận cái chỗ hồi nãy đó là chúng, cho đó là gì, đó là cái là màn trời đã sắp đặn để mà cho chúng ta thấy cái sự màu nhiệm thôi. À, bởi vì hồi xưa ở mà nói về đất mà Mỹ Tho là cao lắm cô bác anh chị, nó Mỹ Tho cao lắm. Mà cái dòng sấy đó hồi xưa giờ đó đến tớp kết luận là quý vị thấy cái dòng sấy đó hồi xưa giờ nó có hay không? Thấy không? Nếu đã chưa có đó thì đây là sự ngẫu nhiên mà chư Bồ Tát muốn cho mình thấy rằng cuộc đời như thế nào đó thì gắng tu mà thôi. Là dài ngắn nhớ nhớ cái chỗ là năm xưa bạo lục tỉnh này ở Gò Công đó nha. Mà bây giờ Gò Công nó quý vị ơi nó đẹp cực kỳ luôn rồi nha. Đò Công bây giờ im đi lắm rồi ha. Cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng cái gì mà có hiện hữu hôm nay thì quý vị thấy ngày mai nó sẽ biến mất hết. Thì chúng ta nên cố gắng đi ha, chứ đừng có mong mỏi rồi cái mòn mỏi đó, mong mỏi cái nó mòn mỏi cái nó chết trước tuổi già. Nha, thôi giờ gắng làm sao chúng ta đồng sống trên 100 tuổi để thấy được cái hội Long Hoa mà Đức Thầy đã chọn. Nha, vì gì quý vị biết không, nói đây để mà kết luận luôn đó, quý vị thấy cái ngày đó nó dữ lắm luôn. Thập bát quắc chư hầu giành xé đó. Mà chỉ thầy lên nói một tiếng nói à, mà khi thập bát quắc qua rồi đâu phải là yên như thế này đâu quý vị, đâu có thanh bình như thế này đâu. Mà Đức Thầy đã nói rồi mà tại đồng đạo chúng ta không chịu tu nè. Cảnh thảm khổ, thấy không? Nay mai nguy ngập, mà quý vị thấy hồi năm 39 đến giờ có nguy ngập không? Rồi đây nè, đói với nghèo. Đúng rồi. Sắp đến bây giờ. Khổ thì. Mà giờ sao ta không chịu tu? Nó bây giờ mình thấy khổ mình tu đi. Thì chúng ta mới hết khổ. Mà tới chừng mà quý vị không thấy, mà quý vị mà không thấy cái khổ đó hen, thì quý vị không có tu. Vì thế mà Đức Thầy cho mình thấy khổ chứ không phải là thấy ở trên năm non mà nổ cái đùng. Mà Đức Thầy đã nói rồi. Mà quý vị sao mà không chịu nghe lời Thầy nè. Đức Thầy nói, ông ba người xưa nói đó, nhiều lắm, nhiều cái cảnh mà hiển tượng lắm. Như ở trên Cả Dầu đi, đâu có nổi cái gì sơn đâu. Mà giờ người ta chưa nổi thì sao mình nói đời tới được. Rồi cái núi Sam tiêu mất, có đâu, tướng thân vẫn còn. Cái đường sông á, chứ đường lộ đó, từ ngoài Ngã Bát thẳng vô đền núi Sam, nó mấy cái này có không? Mà bây giờ có những cái sự để cho chúng ta tu, đó là bắt cầu ở Mỹ Thuận. Có luôn. Rồi tới ông trưởng Dàm Nao liền đường dễ đi. Thì bây giờ đó ông trưởng Dàm Nao đi về đâu đó khó. Nó xong chúng ta không tu. Bây giờ những cái có rồi thì chúng ta ráng tu. Ráng tu. Mà cái gì đã mất được rồi thì chúng ta, mà chưa có rồi thì chúng ta hãy gắng tu cầu để cho có ngày mai. Thấy không? Thì mong cô bác anh chị mình phải giữ làm sao như lời Thầy dạy, tâm bình tĩnh, được thì phát huệ, mà mong mỏi biết rồi, mong cái thành mòn mỏi. Và mòn mỏi rồi thì chúng ta sẽ bỏ đi cái thân tứ đại này, không có thì để là tu tỉnh. Muốn tu tỉnh nay gà đập gà nay đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Thôi giờ chúng ta niệm Phật A Di Đà 6 chữ đi, thấy không? Để cho 6 chữ mà đem được vào trong tâm, nó thật quý vị là ngu ngon lành hơn. Mong cô bác anh chị mình mà không phải dễ tu nha quý vị. 70 năm em nè là 80 tuổi phải không? Mà 75 năm em chỉ tu có 5 năm mà thôi. Thấy không? Đó thì em thấy được tâm mình được thanh thoả. Và hôm nay mặt của em nè, nó thật quý vị á. Quý vị năm nay 80 tuổi, quý vị thấy em còn 60 không? Không, bữa nay em nói thật sự, quý vị thấy đi. Nó thật sự hôm nay kênh lên màn hình rồi của nhà chùa cháu Tâm. Mong cô bác hãy là dĩ hòa như quý. Hãy đem làm thế nào 2 chữ dĩ hòa. Dĩ hòa là dĩ hòa, chúng ta thương yêu lẫn nhau. Di quý tức là chúng ta cùng nhau kề cận và trao đổi những gì mà ngày mai Đức Thầy mở hội Long Hoa. Chứ chúng ta đừng thấy ngày mai hoặc ngày mốt gì đó, rồi chúng ta cứ mong chờ là mình mòn mỏi. Dạ, mong cô bác hãy cố gắng mà lo tu. Chúc cô bác thành công trong cuộc sống và luôn luôn tươi, khỏe, trẻ, để mà chúng ta tạo dựng phương tiện, chúng ta cùng đồng hành với Đức Phật A Di Đà trên ngày Long Hoa Đại Hội. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.